Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình có mua được một quả mít Thái rất là to của Shopee Farm. Hôm nay thì sẽ làm thử cái món mít dầm, chè mít dầm nhé. Bây giờ thì sẽ khui thử cái quả mít này ra. Cô ơi, cháu mời cô bắt mít dầm. Cô ăn cảm thấy ngon không? Ngon lắm. Mít này mít Thái nó ăn nó giòn rồi nhỉ? Ăn nó giòn, mít Thái bao giờ giòn hơn rồi. Giòn mà ăn nó dễ ăn hơn là mít ta. Nó không ngọt quá vậy. Ăn nó không bị ngấy. Nó bị ngọt quá. Đấy cái dừa tươi không? Ừ, rồi. Còn ta kia làm từ mít. Chào mọi người. Hôm nay thì mình có đặt được một ít cái hoa trái ở Shopee Farm. Đúng cái đợt bên Shopee đang sale ấy, cho nên là mua được hoa trái rất nhiều mà giá rất là rẻ nữa. Thanh long vàng vẫn là rất là còn tươi đây mọi người này. Đây thanh long ruột đỏ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào để làm món thạch này nhé.
Đây, chú có ít thạch cho mấy đứa ăn này. Ăn thử không? Nào, mấy đứa thích món gì? Thích hình ngôi sao đúng không? Ăn nó mát nè. Quả này có gì vậy chú? Quả thanh long á, thanh long đỏ. Quả này đẹp quá chú. Cái khuôn nó đẹp đúng không nhỉ? Hình giống hình bông hoa ấy. Cái này vị ướp lạnh là ăn ngon nhất ấy. Cái này nhá. Nhà năm nay được mùa quả to với cùi dày nhỉ? Em ăn thử đi. Mà tiện em tới đây thì em cầm ít về cho cụ ở quê nhá. Dạ vâng ạ. Mà dạo này công việc em bận quá, giờ vẫn chưa ra bến tàu để mua vé được. Chắc sáng mai em phải thu xếp công việc ra bến tàu một chuyến. Mỗi lần ra bến mua vé em lại đến mệt với cánh chen lấn xếp hàng, có khi chờ cả tiếng đồng hồ mà đến lượt mình là hết vé mất rồi. Chuyện đơn giản thế này em mất thời gian xuống tận nơi mua vé làm cái gì? Để anh đặt giúp em cái vé này chỉ trong một nốt nhạc. Mà em nên tải ứng dụng iBank eMobile Banking này về sử dụng đi. Vừa tiện lợi đặt vé tàu xe mua sắm mà còn cơ hội trúng được cái giải combo trị giá 1 triệu đồng đấy, dành cho 1.500 khách hàng đăng ký mới thôi. Ứng dụng này tiện ích thật đấy, có thể dùng app Agribank eMobile Banking để thanh toán hóa đơn, chuyển tiền miễn phí, thậm chí còn đặt được cả vé máy bay nữa này. Anh đúng là sành điệu, cái gì cũng nhạy bén đi đầu. Em dùng có khi còn có cơ hội quay trúng thưởng ấy chứ. Gớm, anh làm như dễ trúng lắm ấy. Ô thật mà, giành nhất là tận 8 con Honda Vision 2022 đấy, một giải một tuần. Giải nhì là tận 16 cái máy lọc nước Kangaroo mà, hai giải một tuần. Em mà trúng, em khao anh một bờ lẩu luôn. Ok, nhất trí luôn. Còn nhãn nhiều này thì hôm nay anh sẽ đãi chú với món chè xe long nhãn nhá. Mời em. Cây nhà lá vườn. Ngon quá anh. Thơm nhỉ. Ngọt thanh hương vị của nhãn lồng. Món này ăn thì đúng là món quà của mùa hè đấy.